Trang Hollywood Reporter vừa điểm qua một số tác phẩm điện ảnh được đầu tư quy mô lớn, dự kiến ra mắt năm 2024. The Book of Clarence. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 33 sau Công nguyên, xoay quanh nhân vật Clarence do Lake Stanfield đóng, một người nghèo sống ở Jerusalem, Israel. Nhận ra tầm ảnh hưởng của Chúa Giêsu, Clarence lợi dụng tôn giáo để trục lợi cá nhân, song dần khám phá quan điểm sống và đức tin của mình. Trên Rotten Tomato, tác phẩm nhận 94% điểm tươi từ giới chuyên môn. Aguilé. Tác phẩm kể về nhà văn Ellie Conway, Brooke Dallas Howard đóng, nổi tiếng với cuốn trinh thám Aguilé. Rắc rối xảy ra khi những câu chuyện Ellie viết trong sách lại xảy ra giống như đời thật, khiến cô trở thành đối tượng bị săn lùng. Aguilé có sự tham gia của ca sĩ Dua Lipa, diễn viên Catherine O'Hara, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson. Madame Web. Phim lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong truyện tranh Marvel, nội dung xung quanh nhân viên y tế Cassandra Web, Dakota Johnson đóng, phát hiện mình có sức mạnh kỳ lạ sau một tai nạn. Năng lực giúp cô bảo vệ nhiều người, trong đó có Julia Carpenter, Sydney Sweeney đóng, Anya Corazon, Isabel Mercy đóng, và Matty Franklin, Celeste O'Connor. Phim hứa hẹn mở ra thời kỳ mới cho vũ trụ người nhện của hãng Sony Pictures, Sony Spider-Man vs. Universe SSUs. Dune 2. Dự án tiếp nối câu chuyện phần trước xoay quanh hành trình trả thù của những kẻ đã hủy hoại gia đình của Paul Atreides, Timothy Chalamet đóng. Paul nhận được sự giúp đỡ của người Freeman và Jenny Janda đóng. Phần 1 ra rạp năm 2021, thu được 400 triệu đô la Mỹ và thắng 6 giải Oscar. Mickey 17. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bong Joon-ho sau thành công của Parasite. Phim chuyển thể từ cuốn sách khoa học viễn tưởng cùng tên của Edward Austin. Nội dung kể về Mickey 17, Robert Pattinson đóng. Một phiên bản nhân bản vô tính đang tìm đường đến với hành tinh tuyết Niflheim để biến nơi này làm thuộc địa. Phim có sự góp mặt của Stephen Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette. Godzilla X Kong: The New Empire. Tác phẩm tiếp nối những sự kiện ở phần Godzilla vs Kong. Lúc này chú khỉ khổng lồ Kong trở về quê hương của mình, vùng đất bên trong trái đất, vốn là nơi khai sinh của các Titan. Tại đây, Kong tạo dựng vương quốc mới cùng các sinh vật kỳ bí, đồng thời gặp Scar King, một Titan cùng giống loài muốn thôn tính trái đất rỗng. Kong phải hợp sức cùng Godzilla để bảo vệ muôn loài. Theo Variety, phim góp phần mở rộng vũ trụ Monsterverse của hãng Warner Bros. Và Legendary Entertainment, dàn sao có Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hostor.